Nấm làm lẩu thì chắc chắn là ngon rồi, còn nấm làm đại đế quốc trong Rise of Kingdom thì lại càng ngon hơn anh em ạ. Và muốn biết ngon như thế nào thì chào mừng em đã quay trở lại với Rock GPI, mình là Gia Cát Tĩnh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng dự đoán về KVK của các đại đế quốc trong Rise of Kingdom nha. Xem là nấm này đang làm gì, nấm kia đang đánh nhau ở đâu để còn đi hóng. Không chờ chút nữa, chúng ta bắt đầu video ngay nào. Hai vương quốc này là hai vương quốc rất nổi tiếng trong cộng đồng Rise of Kingdom Việt Nam. Và hai vương quốc này thì đang tham gia một kỳ KVK với hãm Orglin. Đây là cụm KVK có cái tên là C12382. Nói qua một chút về việc bắt kèo trong cụm KVK này. Đây là thông số và kèo giữa các liên hiệp trong cụm KVK này. Ba trại này sẽ bắt liên minh với nhau và tương tự ba trại còn lại. Thế chiến đấu ở cụm KVK này là việc bắt kèo đánh nhau giữa trại 2489 và hai liên hiệp ở bên dưới. Cũng tương tự ở phía bên kia bản đồ thì là 1818, khi mà trại của vương quốc này cũng sẽ đánh nhau với hai trại ở phía trên. Sâu qua một chút về số liệu giữa các trại, đây sẽ là số liệu được update ở ngay đầu KVK anh em nhé. 2489 thì với mốc sức mạnh là 21,7 tỷ và kill point là 2,1 nghìn tỷ. Hai trại dưới thì có số kill point ở mức tương tự là 2,1 nghìn tỷ nhưng mà đông người nhiều pao hơn rất nhiều. Dĩ nhiên hai trại mà. Ở phía ngược lại, câu chuyện cũng diễn ra y hệt, trại của 1818 có kill point là 1.800 tỷ, khá tương đồng với hai trại còn lại cũng khoảng đâu đó là 1.800 tỷ. Dĩ nhiên, câu chuyện số liệu chỉ ở mức cân bằng để chúng ta ghép ngoại giao, còn thực tế thì chắc hẳn ai cũng biết, đó là 2489 và trại của 1818 đã đẩy được hai đối thủ của mình. Với 2489 thì kẻ địch đã bị dí sát ở phía dưới và đang hoàn toàn phòng thủ bằng dãy pháo đài như thế này, và cơ hội để hai trại này nhìn thấy đèo 6 là cực kỳ xa vời. Và cũng tương tự ở phía 1818 cũng vậy. Mặc dù khi mở đèo thì 1818 bị áp đảo về số lượng, đánh cực vất, nhưng nhờ vào khả năng active cao, quánh nhau ngày đêm không biết mệt mỏi của các bộ lão thì cục diện đã đâu vào đấy rồi. Thậm chí đồng minh của 2489 là hai trại này còn không thể phòng thủ bằng hàng rào pháo đài nữa cơ. Theo thông tin mà mình biết được thì có một luật ngầm giữa hai trại này đưa ra, đó là hai trại này sẽ không xâm lược vào đèo 6 của khu vực khác trong mấy ngày đầu. Về phía phe của 1818 thì ta thấy sự xuất hiện của một vương quốc Sid A khác, đó là 2064. Với một biểu tượng mặt trăng và hai ngôi sao thì cực kỳ xịn sò. Đây là một vương quốc được đánh giá là khá lì lợm, có những KVK bem nhau liên tục 5 ngày. Tuy nhiên ở KVK trước cũng tiêu tốn khá thể lực rồi, nên là không rõ tình hình hiện tại là như thế nào. Về cơ bản thì KVK này là một KVK cực kỳ khó đoán, ta cần chờ đợi vào những biến số từ các vương quốc khác tham gia và độ lì lợm ở trong King Zone. Theo như một số thông tin mình đã biết thì trại của 2489 là trại có ít người chơi nhất, ít bao nhất, nhưng mà lại có số lượng quân chết nhiều nhất. Tương tự như vậy thì đồng minh của 2489 cũng chết khá nhiều ở những zone trước và cũng đang bị đẩy khá sâu ở cái zone 6 này, thậm chí là mất đèo 5 luôn. Và khi mất đèo 5 thì anh em biết ấy, sẽ rất nhiều người đã bị zero. Ngoài ra thì chế độ chơi Orglin này là một chế độ chơi cực kỳ tốn tài nguyên và tăng tốc. Người chiến thắng thường là người đánh bình tĩnh, không đánh láo, hay còn gọi là đánh ngông nghênh đấy. Kỳ KVK trước ở 2890 mình đánh 4 ngày thôi mà đã gần như tất cả anh em trong Kingdom đều thở oxy rồi, sạch tài nguyên, sạch tăng tốc. Nói chung là trắng tinh như Omo luôn. Và sự kiệt quệ này diễn ra cho tất cả các vương quốc Set A khác cùng tham gia cụm KVK với mình. Đợt đó thì bao gồm cả 2774 hay là 1900. Ngay cả những đại đế quốc như 2429, 2377 cũng sạch sẽ tài nguyên trong kho. Tăng tốc thì cũng còn rất ít và lượng sức mạnh thì cũng gần như là bị zero luôn trong 4 ngày chiến đấu đó. Sơ qua như vậy để anh em hiểu độ khốc liệt của định dạng KVK này. Ta sẽ có mở đèo 5, sau đó mấy ngày thì sẽ mở đèo 6. Và có thể là sau khi mở đèo 6 thì chúng ta sẽ có một trận chiến 3 ngày 3 đêm ở King Zone. Orglin thì là một map KVK có King Zone cực kỳ nhỏ. Các cặp chỉ huy có tới 3 kỹ năng phụ trợ nên là việc sầu am công trình sẽ diễn ra liên tục. Có là sầu am bất chấp luôn. Cho nên là nếu đánh không cẩn thận thì việc các bot bị hết lực là hoàn toàn có thể diễn ra. Và King Zone mà còn 80 triệu sức mạnh thì thôi, coi như là xong rồi đấy. Định dạng KVK này không sầu am là hơi khoai đấy. Cho nên là với bản thân mình, sự điềm tĩnh sẽ quyết định chiến thắng ở KVK này. Với những Kingdom Set A thì cần đánh trong đất, đánh chậm, cố thủ để bảo lực 2489. Những trại mạnh khi va nhau thì lại cần nhiều thứ lắm. Đây là một kỳ KVK khó đoán và mình cảm thấy hiện tại thì 2489 đang có phần thất thế do đồng minh yếu hơn đồng minh của 818 và bản thân 489 cũng có nhiều bot chạm ngưỡng là 80 đến 90 triệu sức mạnh rồi. Đây có thể nói là ngưỡng zero của các bot Mactech rồi và thậm chí là những bot Mactech này bây giờ đang chỉ sử dụng được 5 hay là 6 đạo quân thôi. Nhưng chắc chắn KVK này vẫn rất khó lường nên là mình sẽ livestream liên tục để update tình hình cho anh em rõ. Hy vọng là anh em có thể bố trí thời gian để theo dõi livestream của mình nha. Như chúng ta đã biết, 1960 chọn cân 3 ở map thời di thế dịch. Thậm chí mình còn nghe tin là bên trên còn gửi mail thuyết phục người chơi hạn chế nạp để KVK trở nên công bằng hơn. Nghe đã thấy uy tín rồi đúng không anh em? Mặc dù có một số ý kiến về việc map này sẽ khó khăn khi số lượng người chơi online của ba trại kia là hoàn toàn vượt trội so với 1960. Tuy nhiên,
bản thân mình cho rằng kèo này nghiêng khá nặng về 1960. Tình hình hiện tại thì KVK này đã xong zone 5 rồi, 1960 chia người đánh 2 zone mà vẫn thắng dễ dàng. Về kinh zone thì có thể thời điểm đầu nếu ba trại kia không e dè dồn lực đánh thì 1960 sẽ đi cờ rất chậm và fill thì cực kỳ khó khăn. Nhưng về thời gian dài, có thể là một ngày hoặc cùng lắm 2 ngày thì đâu sẽ lại vào đấy thôi. Lý do thì cực kỳ đơn giản. Đầu tiên là về lực lượng, bạn có thể xem qua số liệu này, dễ thấy lượng kill point của 1960 nằm ở cái tầm vũ trụ rồi. Ngoài một nấm nhỏ là 3060 ra thì đa phần các vương quốc khác đều nằm ở ship B hoặc cùng lắm là A trừ. Nghe đã thấy lệch pha rồi đúng không anh em? Thứ hai đó là sự chênh lệch về trang bị, vũ trang, thậm chí ở cả công nghệ pha lê. Mặc dù đã có mèo hạn chế nạp cho một kèo KVK đỡ chênh lệch, nhưng mà biết thế nào được anh em. Các bot nạp, các bot có báo mình đâu, các bot có sao kê đâu. Nói chung là các bot cũng thèm khát kill point lắm. Một con sói giữa bầy cừu thì không phải là cái tơ 7 món mà là cừu non chục món cũng nên. Thứ ba đó là 1960 có rất nhiều pilot, đánh ngày đánh đêm đều ok. Những trại khác, đặc biệt là các trại có vương quốc CB thường có đào tham rất nặng, đánh 4 tiếng, nghỉ 20 tiếng. Mà cái KVK này ngủ một giấc dậy thôi mọi chuyện đã khác rất nhiều rồi. Tại vì anh em nên nhớ là trong KVK này có những kỹ năng giúp tăng tốc độ cháy của cờ cơ. Cuối cùng quan trọng nhất đó là kinh nghiệm. 1960 sở hữu những nhà chiến thuật chiến lược đỉnh cao, não toàn nếp nhăn, kinh nghiệm trận mạc đầy mình. Anh em nhớ kèo 8 nấm không? 960 chính là người đưa ra cái kèo mà 3 nấm quất 5 nấm và họ đã quất thành công. Có nghĩa là khả năng đánh giá thực lực của họ là quá sắc bén. Và đó là cái quan trọng nhất để mình đánh giá rằng 1960 chắc chắn sẽ giành chiến thắng ở trong KVK này. 1093 thì đang chuẩn bị chiến định dạng anh hùng ca. Theo tin đồn mà mình thu nhặt được thì có vẻ ở đây cũng sẽ diễn ra cuộc chiến 1-3 tương tự như cách 1960 đang sử dụng. Ở zone 5 thì cũng sẽ chia đôi lực lượng để đối đầu với hai trại. Tiếp tục khi vào kinh zone thì khả năng chúng ta sẽ có một cuộc chiến là 1-3 trực tiếp như cách mà mình vừa phân tích với 1960, và kết quả thì nhiều khả năng cũng sẽ tương tự mà thôi. Có thể là lâu hơn một chút vì định dạng KVK này không có kỹ năng đốt cờ nhanh. Ngoài ra thì nếu mà so sánh 1960 ấy, thì 1960 còn bảo men là nạp ít ít thôi, chứ 1093 hình như là chưa có bảo gì. Mà chưa có gì thì khéo KVK này lại nạp ác anh em ạ. Tuy nhiên thì ở mặt khác, 1093 không có nhiều pilot, tức là họ có downtime, nhưng mà thời gian này cũng không quá nhiều. Và ở định dạng KVK này thì kể cả họ có downtime thì mình tin là họ vẫn có thể cù nhây được với lượng người hoạt động còn lại, cũng như là dàn nông trại nhồi cờ. Mà lại một mặt khác nữa đó là 1093 có tận 2 liên minh hoạt động cơ. Quan trọng hơn nữa là họ có kinh nghiệm điều hành, quản lý thành viên, chiến thuật trận mạc, bản lĩnh khi chiến đấu trong một thời gian dài với toàn những cụm KVK khét tiếng và cực kỳ áp lực. Nói chung là với từng đó điểm mạnh thì việc 1093 chiến thắng dễ dàng KVK này theo mình là điều hoàn toàn có thể, mà có rất nhiều khả năng cho việc đó là đằng khác. Chốt lại là khi mở đèo 8 thì 1093 sẽ gặp khó khăn ban đầu, nhưng càng ngày thì 1093 sẽ càng chiếm lại nhiều đất và đi đến chiến thắng cuối cùng thôi anh em ạ. Cuối cùng 1365 và 2377. Đây là hai đại đế quốc còn lại đang ở ngoài cuộc. Đầu tiên là 1365. Vương quốc này cũng khá lâu rồi chưa tham gia cụm KVK nào. KVK gần nhất thì họ cũng không tốn quá nhiều sức, và vừa rồi thì họ quyết định không đăng ký cùng 1093. Nên là bản thân mình nghĩ là 1365 sẽ khả năng cao tham gia một định dạng KVK hành gà. Như mình nói ở trên thì ở KVK trước, vương quốc này cũng không mất quá nhiều sức, nên là nếu vào một định dạng KVK khác tựa như 1960 hay 1093 hiện tại thì khả năng cao chúng ta lại được xem một cụm KVK 1-3 thôi. Còn với 2377 thì vương quốc này vừa trải qua một trận chiến cực kỳ tốn kém với lại 2429, nên là mình nghĩ vương quốc này sẽ chờ đợi động thái của các vương quốc khác như là 1365. Có thể là 2377 sẽ né 1365 để đăng ký một KVK hồi lực, vớ vẩn lại 1-3 tiếp anh em ạ. Và đó tổng quan về các đại đế quốc điển hình ở thời điểm hiện tại. Bạn có đang tham gia trận chiến nào với các đại đế quốc đấy không? Hay là quan điểm của các bạn sẽ hơi khác về trận chiến này? Hãy để lại ý kiến dưới phần comment nha. Đừng quên để lại bình luận những câu hỏi mà bạn thắc mắc về tựa game Rise of Kingdoms. Biết đâu đó sẽ là những chủ đề mà video tiếp theo mình sẽ giải thích cho anh em. Ngoài ra thì em nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình ra nhiều clip hay ho hơn nữa nha. Mình là Gia Cát Tĩnh, xin chào và hẹn gặp lại.